Tranh Tranh TV xin chào các bạn. Một buổi sớm bình minh, thành phố Cao Bằng, Tranh Tranh TV giới thiệu với các bạn một vòng quanh trung tâm thành phố Cao Bằng ven đường bờ sông các bạn nhé. Đường ven bờ sông. Điểm xuất phát của Tranh Tranh TV chính là ngay dưới chân dốc. Mà trước mặt của chúng ta đây chính là tháp truyền hình. Đây là điểm xuất phát. Chúng ta sẽ đi vòng quanh một vòng trung tâm thành phố Cao Bằng theo đường ven đường bờ sông và điểm xuất phát là chân tháp truyền hình. Điểm kết thúc cũng sẽ là chân tháp truyền hình nhưng mà ở đằng phía bên kia bờ sông các bạn nhé. Lật sang phía bên đường phố cũ, còn đây là đường phố Thầu, hay còn gọi là phố Kim Đồng đấy. Đường ven bờ sông. Cảnh rất đẹp phải không các bạn? Buổi sớm như này thì cũng có khá nhiều người đi bộ. Trước mặt chúng ta là hai người phụ nữ đi bộ. Cảnh khá đẹp. Thời điểm này còn rất sớm và trời mùa đông cho nên đường phố rất vắng người, tuy vậy cũng có vài người đi bộ các bạn ạ. Một con đường ven bờ sông Bằng Giang và ngay sát với nó chính là phố đi bộ Kim Đồng. Con đường ven bờ sông Bằng Giang này cũng được dành để đi bộ hàng đêm, rất đông người, đặc biệt là những dịp cuối tuần, thứ sáu thứ bảy cuối tuần, nườm nượp người đi. Trời mùa đông, phố xá ít người ra đường.
Lúc này ngoài trời chỉ tầm 6-7 độ thôi các bạn ạ, lạnh lắm. Những người ra đường đi bộ là những người họ rất thích đi bộ. Và hầu như ngày nào cũng vậy. Đi bộ là một cái thói quen, giống như là một hoạt động thể dục thể thao đối với người lớn tuổi và những người ưa hoạt động. Đây có thể được coi là một phố đi bộ đẹp nhất thành phố Cao Bằng. Một phố rất đẹp. Trước đây, khi chưa có con đường bờ sông này làm phố đi bộ đấy, thì những nhà ở ven bờ sông này, họ chỉ xây dựng những nhà thấp thôi. Chỉ để gọi là cuộc sống của người dân, là chỗ ăn, chỗ nghỉ của họ thôi. Sau khi mà phố đi bộ ở đằng bờ sông này xây dựng thì rất nhiều nhà đã xây dựng thành nhà nghỉ, khách sạn và sầm uất. Về đêm, đèn điện lung linh rực rỡ. Phố này đẹp chẳng khác gì ở những cái khu nghỉ dưỡng, những cái khu nghỉ mát nổi tiếng. Trên này là một cái điểm view rất đẹp các bạn ạ. Điểm view này nằm ngay phía sau cọn nước non nước Cao Bằng. Mỗi hôm nơi này đều có những cái nhóm nhảy dân vũ. Nhưng mà vì mấy hôm nay trời quá lạnh, các nhóm nhảy dân vũ không chọn nhảy ngoài trời mà người ta sẽ vào những cái ngôi nhà, những câu lạc bộ để nhảy dân vũ.
Các bạn thấy không, vì trời lạnh quá cho nên đến giờ này quán cà phê này vẫn còn đóng cửa. Trước mặt của chúng ta chính là khách sạn Bằng Giang và cầu Bằng Giang. Cây cầu này về đêm đẹp lắm các bạn ạ. Ánh đèn lung linh ở trên cây cầu, đủ sắc màu luôn. Phía bên kia là phường Sông Bằng. Đây là chợ xanh các bạn ạ. Bên kia là chợ đầu mối thành phố Cao Bằng. Và nơi này thì các nhà người dân cũng dần dần cải tạo, mặt sau sẽ trở thành mặt trước. Một ngôi nhà hoa đẹp lắm các bạn ạ. Đây là một bến nước để cho người dân đem ô tô đến để rửa xe. Đây, bến nước chuyên để rửa xe ô tô đây.
vực này là khu vực ngã ba sông các bạn ạ. Thành phố xây dựng bờ kè này từ rất lâu rồi. Cho nên nhìn nó không được hiện đại, không được đẹp như khu vực chúng ta vừa đi qua. Đây là ngã ba sông. Trước mặt chúng ta là sông Bằng Giang. Kế đến xuất hiện cây cầu nhỏ kia. Nhìn từ xa thì nó nhỏ thôi chứ về gần thì nó cũng to lắm. Đó là sông Máng đổ về. Và bên này là sông Hiến. Nhánh bên sông Máng nước đục hơn, còn nhánh bên sông Hiến này nước trong hơn. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển theo hướng nhánh sông Hiến các bạn nhé. Phía bên kia bờ sông Hiến, đường cũng rất đẹp. Đường ven bờ sông cũng đẹp và được lắp lan can đầy đủ để cho người dân tiện đi lại. Ngay ngã ba sông này có nhà hàng sao biển. Dòng trong dòng đục khi hợp lại, nơi hợp nhất của hai con sông này cho ta thấy con sông Bằng Giang nửa trong nửa đục. Bờ kè được xây dựng lâu năm này, khu này được gọi là khu nước giáp. Phía bên kia là phường sông Hiến. Bờ kè được xây dựng sau bờ kè bên này. Chúng ta nhìn thấy hiện đại hơn và kỹ thuật đường xá cũng sẽ rộng hơn, đẹp hơn. Mùa xuân đến sớm, hoa đào bắt đầu nở. Dọc con phố này đi có một dãy hoa đào. Người dân trồng cây đào để mỗi dịp Tết đến xuân về, hoa đào nở rộ đẹp mắt lắm các bạn ạ. Thời điểm này còn gần một tháng nữa mới đến Tết, nhưng mà hoa đào đã bắt đầu nở rồi. Tranh Tranh TV quay đoạn này từ dưới bờ sông quay lên các bạn nhé. Lát nữa chúng ta sẽ đi trên đường ngắm hoa đào. Và thời điểm hoa đào nở rộ thì cực kỳ đẹp luôn. Trải dài một đoạn. Nhìn đẹp mắt lắm các bạn ạ.
Hoa đào còn được trồng kéo dài tít lên trên trên kia các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bước lên trên phố, quay từ trên phố xuống ngắm hoa đào các bạn nhé. Vừa nãy là từ dưới lên, còn bây giờ là quay từ trên xuống. Đẹp không? Hoa đào đang chùm chín. Sau này sẽ có rất nhiều đoạn phố bờ sông trồng nhiều hoa đào để mỗi dịp Tết đến xuân về, chúng ta lại được ngắm cảnh hoa đào nở, thể hiện sắc xuân rực rỡ. Đẹp không các bạn? Hoa đào nở trên phố thị, báo hiệu mùa xuân về sớm. Đẹp không? Bánh mì Big Z đặc quần thơ con ơi. Bên kia là sông Hiến nhé các bạn nhé. Bên này là Hợp Giang. Phố này có vườn hoa đào cực đẹp.
Hoa đào chạy dọc bờ sông đẹp lắm. Đây mới là đang trúng chím thôi nhá. Một tuần nữa hoa đào nở bung hết, đẹp hơn nữa các bạn ạ. Đẹp lắm. Đi. Cảnh đẹp lắm. Ngay trung tâm thành phố Cao Bằng các bạn nhé, có một phố hoa đào đẹp cực kỳ luôn. Các bạn thấy lãng mạn không? Rất đẹp nhá. Có cả ghế này, ghế để ngồi nghỉ này, ngồi ngắm cảnh này, ngồi nghỉ chân này. Xanh Xanh TV vừa giới thiệu với các bạn xong về một phố đi bộ quanh thành phố Cao Bằng. Chúng ta đi phố đi bộ ngắm phố hoa đào nở các bạn ạ. Đẹp lắm. Video này các bạn thấy hữu ích, thấy hay thì nhớ cho Xanh Xanh TV một nút thích, một nút chia sẻ, nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Xanh Xanh TV có thêm động lực ra nhiều video kế tiếp các bạn nhé. Xin chào các bạn.